Chào các em. Ở các buổi học trước thì cô trò mình đã nghiên cứu chương 2, ôn lại chương 2 với một số cái nội dung là tính đạo hàm, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất cũng như giải phương trình. Thì hôm nay cô trò mình ôn tập một nội dung nữa của chương này, đó là bài toán thực tế. Cụ thể sẽ là bài toán lãi suất và bài toán tăng trưởng. Thì trước hết cô sẽ ôn lại cho các em bài toán về lãi kép. Bài toán thứ nhất, bài toán tiết kiệm. Một người gửi vào ngân hàng với số tiền là A đồng, lãi suất là R phần trăm trên một kỳ. Sau mỗi kỳ thì lãi sẽ được nhập vào vốn cho kỳ tiếp theo. Số tiền cả vốn lẫn lãi mà người đó nhận được sau N kỳ là bao nhiêu? Thì các em thấy nè, người này có số tiền là A đồng đem gửi vào ngân hàng theo một kỳ hạn nào đó. Kỳ hạn ở đây có thể là tháng hoặc là năm hoặc là quý, vân vân. Thì ở đây cô dùng chung là kỳ hạn. Lãi suất của một kỳ là R, đơn vị là phần trăm. Thì sau N kỳ, số tiền người này nhận được bao nhiêu? Các em nhớ là số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính cho kỳ tiếp theo. Thì đây là một bài toán lãi kép. Cô tóm tắt lại cái đề. Số tiền ban đầu là A, lãi suất là R, số kỳ gửi là N. Thì số tiền cả vốn lẫn lãi mà người đó thu được là theo công thức ta học trong sách giáo khoa, C bằng A nhân cho mẫu cộng R tất cả mũ N. Thì các em thấy là đây là một quan hệ giữa bốn đại lượng. Số tiền ban đầu người ta gửi là A đồng, lãi suất là LR, số kỳ hạn trên được gửi là N, và số tiền cuối cùng thu được là C. Thì khi ta biết ba trong bốn đại lượng, ta sẽ tìm được đại lượng còn lại. Và bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi giải quyết một số bài tập liên quan đến cái công thức này. Ta vô câu thứ nhất. Câu này cô trích trong đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia 2018. Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất là 0,4% trên tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng, thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Em nghe đây là bài toán lãi kép rồi đúng không? Cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Thì đây là bài toán lãi kép. Hỏi sau 6 tháng, người đó lĩnh được số tiền cả vốn lẫn lãi gần nhất với số tiền nào dưới đây? Và giả thiết ở đây là trong khoảng thời gian này, người đó không rút tiền ra và lãi suất cũng không thay đổi. Phương án A là 102.160.000 đồng. Phương án B là 102.017.000 đồng. Phương án C là 102.424.000 đồng. Và phương án D là 102.423.000 đồng. Thì bây giờ các em nhìn xem, ta sẽ lần lượt lấy những các dữ kiện trong đề. 100 triệu đồng, các em xem thử, 100 triệu đồng, một người này gửi 100 triệu đồng. Vậy thì 100 triệu đồng này là dữ liệu của A. A là 100 triệu. Gửi vào ngân hàng với lãi suất là 0,4% trên tháng. Như vậy kỳ hạn ở đây là một tháng nha các em. LR là 0,4%. Cô quy đổi ra thành là 0,004. Đây là bài toán lãi kép rồi đúng không? Sau 6 tháng, như vậy lãi suất là 0,4% trên tháng. Sau 6 tháng, vậy thì ta rút được là N là bằng 6. Bây giờ các em chỉ việc thế vào công thức thôi. C bằng A nhân mẫu cộng R tất cả mũ N. Rồi em thay số vào. Đây các em, A là 100 triệu, cô đang để đơn vị triệu ngàn, các em không có bấm chi rồi lát nữa là các em dịch ra thôi. LR là 0,004, N là 6. Đây, đơn vị là triệu. Cô bấm máy ra, sắp xỉ là 102.424.128,4 đồng. Bây giờ em quan sát 4 phương án A, B, C, D thì số tiền này gần nhất với số tiền nào? 102.424.000 đồng gần nhất với số tiền này. Vậy đáp án của chúng ta là C.
Như vậy các em thấy bài này, những bài toán mà mang tính thực tế là thường lời văn nó dài ngang các em. Cho nên khi các em đọc, các em rút tóm tắt ra dữ liệu nào. Ta đi qua câu số 2. Câu này cô trích trong đề Trung học phổ thông quốc gia 2018. Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất là 6,1% trên năm. Kỳ hạn người này gửi là trên năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Đây, cái câu này nói lên đây là bài toán lãi kép. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được cả số tiền gửi ban đầu và lãi, đó là gấp đôi số tiền gửi ban đầu. Thì vẫn giả định là trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra. A. 11 năm, B. 12 năm, C. 13 năm hay là D. 10 năm. Bây giờ các em theo dõi xem. Gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất là 6,1% trên năm. Như vậy ta có là LR là 6,1% đó các em. Đây là lãi kép. Sau ít nhất bao nhiêu năm? Họ hỏi số năm này các em. Số năm ít nhất mà để người đó được số tiền gấp đôi số tiền ban đầu. Như vậy ở đây em thấy là người ta cần mình tìm ra cho họ số năm để người ta có được số tiền gấp đôi số tiền hiện có của người ta. Bây giờ cô giả sử cô gọi A là số tiền hiện có. Dĩ nhiên là A là số dư, số tiền hiện có của người này. Và như vậy là LR 6,1% trên năm, nghĩa là LR là 6,1%, kỳ hạn là năm. Cô quy đổi ra là 0,061. Người ta yêu cầu cô tìm số năm ít nhất để đạt được điều đó thì cô gọi N là số năm nhỏ nhất mà người đó có được số tiền gấp đôi số tiền ban đầu. Vậy thì bây giờ em nói ngay nè. Sau N năm thì số tiền người này có là bao nhiêu? Số tiền gửi vào là A đồng, là A. Lãi suất là 0,061. Với số kỳ hạn là N thì số tiền hiện có của chúng ta là A nhân cho 1 cộng R tất cả mũ N. Mà yêu cầu là số tiền phải gấp đôi số tiền gửi ban đầu. Như vậy là ta sẽ có bắt phương trình sau. Cái số tiền mà hiện có của ta này phải lớn hơn hoặc bằng 2A. Bởi vì N là số năm nhỏ nhất mà. Nếu nhỏ nhất thì có thể là bằng 2A. Nhưng mà thực tế cái lãi suất này thì thường nó không có ra số chẵn được đâu em. Cho nên nó gần bằng, nó lớn hơn một xí 2A cũng được. Cô giải bắt phương trình này, chia hai vế cho A. Đây là bắt phương trình mũ cơ bản các em. 1 cộng R, R là 0,061. Như vậy 1 cộng R là lớn hơn 1. Ta giải bắt phương trình này, ta được N lớn bằng logarit cơ số 1,061 của 2. Cô bấm máy là nó khoảng sắp xỉ 11,71. Như vậy anh muốn số tiền mà gấp đôi số tiền gửi ban đầu á, thì số năm của anh phải lớn hơn hoặc bằng 11,71. Như vậy bao nhiêu năm các em? Lớn 11,71 thì đó là 12 năm. Vậy ta có ít nhất là 12 năm để số tiền nhận được là gấp đôi số tiền gửi ban đầu, gần bằng thôi ngăn các em. Vậy thì đáp án của chúng ta là B, 12 năm. Như vậy qua bài này các em sẽ thấy người ta có một cách hỏi khác của đề là hỏi về số năm để đạt được cái số tiền mà người ta mong muốn. Ví dụ như anh có A đồng, sau này anh cần 2A đồng thì bao nhiêu năm? Vậy là ít nhất anh phải có 12 năm. Anh hãy chờ xem 12 năm sau thì anh sẽ có số tiền gấp đôi số tiền hiện giờ với lãi suất như thế này. Chúng ta qua câu số 3. Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng theo thể thức lãi kép. Này họ nói sẵn luôn rồi các em. Kỳ hạn là một quý với lãi suất là 3% trên quý. Sau đúng 6 tháng, người này gửi thêm 100 triệu đồng vào ngân hàng nói trên với kỳ hạn và lãi suất vẫn như trước. Hỏi sau một năm, người này nhận số tiền gần nhất với giá trị nào dưới đây? Vẫn giả sử là trong một năm đó lãi suất ngân hàng không thay đổi và người này vẫn không rút tiền ra. Ta có 4 phương án. Bài toán này cho em thấy nè, người này có 100 triệu đồng gửi vào ngân hàng với lãi suất theo kỳ hạn là quý. Sau 6 tháng sau, anh ta là có dư thêm 100 triệu đồng và gửi tiếp. Hãy hỏi 1 năm sau bao nhiêu tiền?
Vậy thì em thấy rõ ràng để tính tiền của anh này một năm sau thì ta có thể chia cái cách tính này bằng hai bước. Bước thứ nhất là ta sẽ tính tiền trong 6 tháng đầu. Và như vậy bây giờ mình thấy nè, lãi suất anh ta gửi là đơn vị là kỳ hạn là quý. Vậy hỏi 6 tháng thì như thế nào, bao nhiêu quý? Thì ta biết một quý là 3 tháng. Vậy thì 6 tháng nghĩa là 2 quý các em. Cô đổi luôn cái đơn vị thời gian này ra luôn. Họ hỏi sau 1 năm, nhưng hỏi 1 năm là mấy quý? À, 1 năm là 4 quý. Nhưng mà để mình quy hết ra cho nó đúng cái kỳ hạn mà anh này anh gửi. Bây giờ cô sẽ tính cái số tiền của anh này sau 6 tháng được bao nhiêu. Rồi sau đó cô mới cộng thêm 100 triệu này. Bây giờ sau 6 tháng nghĩa là sau 2 quý. Tức là anh này anh gửi 100 triệu theo lãi kép với kỳ hạn á, là n bằng 2. Số kỳ hạn là n bằng 2. Cô gọi A1 là số tiền ban đầu. Như vậy là A1 là 100 triệu đồng đó các em. Hiện giờ anh này có 100 triệu đồng. Lãi suất 3% trên quý, cô quy đổi ra là 0,03. Sau 2 quý, có nghĩa là sau 6 tháng đó, anh này sẽ thu được cả vốn lẫn lãi là theo công thức của lãi kép là C1 bằng A1 nhân 1 cộng R tất cả bình phương. Đây, N là bằng 2 quý đây các em, số hạn là 2. Bây giờ người này gửi thêm 100 triệu đồng. Như vậy gọi A2 là số tiền sau khi anh này anh gửi thêm. Vậy thì A2 là bao nhiêu các em? Sẽ lấy C1 này và cộng thêm 100, đơn vị là triệu đồng. Như vậy bây giờ sau 1 năm, vậy thì hồi nãy là anh này anh đã đi một chặng đường là anh gửi được 6 tháng rồi, 2 quý rồi. 1 năm là 4 quý. Vậy bây giờ ta chỉ cần tìm cái số tiền xin được của A2 theo công thức lãi kép với N là bằng 2 thôi. Như vậy sau cuối năm là sau 2 quý sau đó, số tiền nhận được cả vốn lẫn lãi sẽ là C2 bằng số tiền ban đầu là A2 nhân cho 1 cộng R tất cả mũ 2. Đây là số tiền anh này thu được. Em sẽ thay tất cả cái giá trị vào đây và em tính ra được số tiền sắp xỉ là 218,64 đơn vị là triệu đồng. Như vậy quan sát 4 phương án, ta sẽ thấy đáp án của chúng ta là A. Như vậy các em nhớ nè, qua bài này nè, người này không gửi liên tục vì anh này sau 2 tháng anh là tích lũy thêm được 100 triệu đồng. Cho nên mình phải tính bài toán này quay hai giai đoạn. Như vậy vấn đề đặt ra là gì? Nếu anh này cứ sau hàng tháng hoặc là sau hàng kỳ nào đó anh ta cứ dư rồi anh ta tích lũy thêm thì mình tính như thế này nó hơi vất vả đúng không? Do đó cô mời các em qua bài toán thứ hai là anh này anh sẽ gửi thêm vào một số tiền nào đó sau một kỳ, cứ mỗi kỳ anh gửi thêm vào. Ta đi qua bài toán thứ hai, bài toán tích lũy. Vào đầu hàng tháng á, một người gửi vào ngân hàng với số tiền là A đồng. Biết lãi suất hàng tháng là R phần trăm. Sau mỗi tháng lãi được nhập vào vốn cho tháng tiếp theo. Hỏi sau N tháng người đó có bao nhiêu tiền trong ngân hàng. Em thấy nè, ở đây vào đầu hàng tháng người này luôn gửi vào A đồng. Vậy thì bài toán này nó không giống như một công thức lãi kép. Do đó mình phải đi xây dựng công thức này. Và khi cô xây dựng xong công thức này thì các em cố gắng nhớ công thức, nhớ cái luôn cái nội dung của bài này để ta vận dụng, hay ta vô bài tập là ta vận dụng thôi. Cô tóm lược nè, vào đầu hàng tháng, vậy bây giờ cô giả sử đầu tháng 1 cô có số tiền là A, lãi suất là R phần trăm. Vậy thì cuối tháng 1 số tiền của cô là 1 tháng thôi. Như vậy cái kỳ hạn ở đây là N bằng 1, số kỳ là N bằng 1. Thì cuối tháng 1 số tiền cô thu được là A nhân cho 1 cộng R tất cả mũ 1. Bây giờ số tiền này cô sẽ mang sang cho tháng 2. Và dĩ nhiên ở đầu tháng 2 người này cũng nộp vào ngân hàng số tiền là A đồng. Vậy thì số tiền của đầu tháng 2 là cuối tháng 1 mang sang cộng số tiền mới nộp vào, là cô có được số tiền là đầu tháng 2 là A nhân cho 1 cộng R rồi cộng cho A. Số tiền này bây giờ các em sang cuối tháng 2 thì các em sẽ đem nhân với cái công thức của lãi kép là lấy số tiền này đem nhân cho tất cả nhân cho 1 cộng R. Đúng không? Cuối tháng 2 thì em sẽ lấy cái số tiền vốn này em nhân cho 1 cộng R. Và em nhân phân phối vào thì cô sẽ được là
Nhân 1 cộng r rồi nhân cho 1 cộng r thì cô được bao nhiêu các em? A nhân 1 cộng r tất cả bình phương cộng cho A nhân 1 cộng r. Và tương tự như thế, số tiền này cô sẽ mang sang cho đầu tháng 3. Đồng thời cô cộng thêm A đồng, vì đầu tháng 3 là cô có gửi vào ngân hàng là được A đồng. Vậy thì đầu tháng 3 số tiền của cô là đây, thêm vào A đồng. Vậy thì cuối tháng 3 cũng tương tự. Đây là vốn các em. Và cô đem cô theo công thức lãi kế thì vốn này sẽ được nhân cho 1 cộng R. Vậy thì cuối tháng 3 cô có số tiền là A nhân 1 cộng R tất cả mũ 3 cộng A nhân 1 cộng R tất cả bình phương cộng A nhân 1 cộng R. Bây giờ cô thấy sau cuối mỗi cuối tháng cô thấy một xuất hiện một công thức giống giống nhau. Cuối tháng 1 số tiền là một số hạng, số mũ của 1 cộng R là 1. Cuối tháng 2 số tiền là tổng của hai số hạng A nhân 1 cộng R mũ 2 rồi cộng với A nhân 1 cộng R. Cuối tháng 3 em thấy nè, tổng là 3 số hạng, từ mũ 3 rồi xuống mũ 2 rồi xuống mũ 1. Vậy thì ta sẽ quy nạp vân vân. Cuối tháng N số tiền ta sẽ có được là A nhân 1 cộng R tất cả mũ N, đây mũ N, rồi mũ N trừ 1 vân vân, và cuối cùng là A nhân 1 cộng R. Cô sẽ làm gọn cái số tiền này. Em nhìn trong cái giải phép toán này thì đều có A thừa số cho 1 cộng R là thừa số chung. Do đó cô đặt thừa số chung cho A một cộng, thừa số 1 cộng R. Cô viết ngược cái này về phía trước nha. Cái này mà lấy mất A nhân 1 cộng R thì nó còn 1 nè. Tương tự cái số hạng phía trước nó sẽ còn 1 cộng R vân vân. Em quan sát những cái đại lượng trong mặt vuông thì em thấy trong móc vuông là một tổng của các số hạng, một cấp số nhân. 1 cộng R cộng cho 1 cộng R tất cả bình phương thì đây là một cấp số nhân. Có số hạng đầu tiên là bao nhiêu các em? U1 là bằng 1. Công bội quy là 1 cộng R. Và có bao nhiêu số hạng? Các em quan sát. 1 được hiểu là 1 cộng R tất cả mũ 0 thì từ mũ 0 mà đếm mũ N trừ 1. Như vậy là có N số hạng. Thì theo công thức tổng N số hạng đầu tiên của cấp số nhân, xn tổng đầu tiên của cấp số nhân là được chia làm hai trường hợp. Nếu như công bội quy bằng 1 thì xn sẽ bằng n lần u1. Còn trong trường hợp quy khác 1 thì xn sẽ bằng u1 nhân cho 1 trừ quy mũ n trên cho 1 trừ quy. Vậy thì bây giờ công bội quy của em là 1 cộng r, rõ ràng khác 1. Vậy thì ta sẽ tính cái tổng này ra bằng u1 nè, nhân cho 1 trừ quy mũ n trên cho 1 trừ quy. Em nào mà quen công thức tổng của cấp số nhân thì ghi vào. Cô sẽ rút gọn. Cái mẫu này còn là trừ r, cô đổi dấu ở trên tử. Như vậy, tổng là được A thừa số 1 cộng r chia r nhân cho 1 cộng r tất cả mũ n trừ 1. Như vậy các em nhớ cái bài toán tích lũy nha. Nếu đầu hàng tháng anh gửi vào số tiền A đồng, lãi suất là LR phần trăm. Đây. Thì sau anh N tháng anh sẽ được số tiền là bao nhiêu. Và tương tự nghe các em, tương tự là cái đơn vị ở đây là cô nói là anh gửi theo là kỳ hạn là tháng, nhưng mà trong thực tế nếu kỳ hạn em gặp là quý hay là năm thì em cũng vận dụng công thức này thôi. Này, nhớ công thức này, đóng khung lại, cố gắng làm nhiều bài tập để cho nó nhớ. Bây giờ cô đi làm một số bài tập để cho các em vận dụng thành thạo cái công thức mà cô mới vừa xây dựng ở đây. Ta đi qua câu tiếp theo. Một người gửi tiết kiệm ngân hàng mỗi tháng là gửi 1 triệu đồng. Cứ đầu mỗi tháng gửi 1 triệu đồng. Với lãi suất là 1% mỗi tháng. Gửi được 2 năm 3 tháng thì người đó có công việc nên đã rút toàn bộ gốc và lãi về. Số tiền người đó rút được là... Rồi, các em quan sát 4 phương án thì người đó rút được bao nhiêu. Bây giờ các em nhìn nè, cứ đào mỗi tháng người này gửi 1 triệu đồng. Như vậy đây là bài toán tích lũy rồi, phải không? Nói chung là mình không có tiền nhiều các em. Cứ hàng tháng mình có thể là tích lũy được, dư được 1 triệu đồng. Rồi mình gửi ra đó. Vậy sau 2 năm, 3 tháng mình có được bao nhiêu tiền? Bây giờ cô sẽ tóm tắt lại cái đề. Số tiền đem gửi ra là A là 1 triệu đồng. Cô ghi đơn vị triệu đồng để đây luôn, không có đổi ra chi 1 triệu cho nó nhiều số không quá nó mệt.
lãi suất là R bằng 1%, cô đổi ra là 0,01. 2 năm 3 tháng mà ở đây mình gửi lãi suất là 1% trên mỗi tháng. Như vậy em phải đổi cái đơn vị thời gian này theo đơn vị tháng luôn. 2 năm 3 tháng, 1 năm là ta biết là 12 tháng. Vậy thì 2 năm 3 tháng là ta đổi được là 27 tháng. Như vậy đây N của mình là 27 các em. Và bài toán này là tuân thủ vào công thức của bài toán tích lũy. Như vậy cô có số tiền sau 2 năm 3 tháng là TN A nhân cho 1 cộng R trên R, thừa số cho 1 cộng R tất cả mũ N trừ 1. Em thay N bằng 27 này, R này, thay A vào đây. Vẫn để A là đơn vị là 1 thôi, đơn vị là 1 triệu đồng, để nguyên đó. Thay số vào, em rút gọn. Thì đây là đơn vị triệu đồng nha các em. Các em quan sát 4 phương án thì em sẽ thấy nó giống phương án D. 101 nhân cho 1,01 tất cả mua 27 trừ 1 triệu đồng. Như vậy sau 2 năm 3 tháng thì ta bấm máy cái này ra thì số tiền nó sẽ khoảng 100 mấy chục triệu. Vì vậy đáp án của chúng ta chọn là D. Bây giờ các em qua câu tiếp theo. Một người mỗi tháng đều đặn gửi vào ngân hàng một khoản tiền là T theo hình thức lãi kép với lãi suất là 0,6% mỗi tháng. Em nhớ nè, gửi đều đặn. Như vậy đây là bài toán tích lũy chứ không phải là bài toán lãi kép nha. Biết sau 15 tháng người đó có số tiền là 10 triệu đồng. Hỏi số tiền T gần với số tiền nào nhất trong các số sau. Thì cô nói thêm bài này cho vui thôi. Giống như bây giờ mình nè, mình dự định là 15 tháng sau mình cần phải có một số tiền là 10 triệu để mình làm, mình mua một cái tivi hay là mình mua một cái gì đó, cái vật dụng lớn đó. Vậy thì hỏi bây giờ mình cần mỗi tháng mình tích lũy bao nhiêu, mình dành dụm ra bao nhiêu. Đó, một số bài toán thực tế. Cần số trong đây. Đấy, 4 phương án, các em quan sát 4 phương án. Các em thể giải xem bài này em sẽ chọn phương án nào rồi đối chiếu với kết quả của cô. Quan sát xem những đại lượng nào đã có và đại lượng nào cần tìm. Số tiền ban đầu là cần biết là T, chưa biết nè. Đúng không? A là T. A trong công thức đó các em. Lãi suất này là 0,6% trên tháng, vậy là kỳ hạn của chúng ta là 0,6%, của quy đổi ra là 0,006. Sau 15 tháng nghĩa là N bằng 15. Số tiền sau 15 tháng thu được là 10 triệu đồng. Vì ở đây người ta để đơn vị của bốn phương án là đồng các em. Cho nên cô sẽ đổi cái 10 triệu đồng này ra luôn. Đơn vị là 10 triệu đồng. TN là 10 triệu đồng. Bây giờ cô áp dụng công thức. TN. Trong cái quan hệ này, cô cần tìm T. Thì từ đây cô sẽ suy ra được T bằng TN nhân R trên cho 1 cộng R thừa số cho 1 cộng R tất cả mũ N trừ 1. Em sẽ thay hết những cái dữ liệu cô có ở đây vào. Thì cô sẽ tính được là T khoảng chừng là 635.301 đồng. Vậy thì em quan sát 4 phương án. Số tiền anh này cần tích lũy là 635.000. Vậy thì đáp án của chúng ta chọn là C. Như vậy các em nếu như sang Nam, các em là sinh viên á, các em cần là sau 15 tháng tôi cần 10 triệu để tôi mua cái máy tính xách tay để tôi sử dụng cho năm thứ hai. Thì mỗi tháng bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ tích lũy là bao nhiêu? Đó, ví dụ như tôi phải tích lũy khoảng 635.000, tôi phải tích góp được như thế. Thì tôi sẽ có số tiền để tôi mua được cái laptop sau 1,5 năm tôi học. Bây giờ chúng ta qua bài toán số 3. Bài toán trả góp. Một người vay ngân hàng với số tiền là C đồng, lãi suất là R% trên tháng. Sau hàng tháng đều đặn người đó trả cho ngân hàng với số tiền là A đồng. Hỏi sau N tháng, có nghĩa là sau N lần trả đó các em, thì số tiền còn lại là bao nhiêu? Cái bài toán này nó cũng rất là thực tế. Ví dụ như cô muốn cần số tiền lớn là A, C đồng. Bây giờ cô phải đi vay ngân hàng. Và hàng tháng thì cô chỉ đủ khả năng để trả cho ngân hàng là A đồng thôi. Vậy thì hỏi thử cô sử dự đoán thử là sau bao nhiêu tháng thì cô trả hết tiền, hoặc là sau bao nhiêu tháng thì số tiền còn lại là nợ là bao nhiêu. Cô cần biết như thế. Vậy thì bây giờ đây cũng vậy, nó không tuân theo bài toán của lãi kép.
Vậy thì ta phải đi xây dựng công thức này, và cũng như hồi nãy, khi xây dựng xong thì ta sẽ vận dụng để giải một số bài tập mà thường xuất hiện trong các kỳ thi. Bài toán này là bài toán trả góp. Đầu tháng 1 á là mình vay C đồng. Số tiền mình vay là C đồng. Em cứ hiểu vậy đi, có nghĩa là ngân hàng sẽ gửi cho mình C đồng. Y như vậy đó. Ngân hàng gửi cho mình C đồng. Thì sau cuối tháng 1, cuối tháng 1 á thì số tiền mà ngân hàng gửi cho mình á là C nhân cho mẫu cộng R, đúng không các em? Theo công thức lãi kép là C nhân cho mẫu cộng R. Nhưng do cô nộp cho ngân hàng là A đồng, như vậy là A, ngân hàng phải trừ đi A. Như vậy cuối tháng 1 số tiền của cô vay ngân hàng là còn lại là C nhân cho mẫu cộng R trừ A. Giống như là ngân hàng gửi cho cô ấy, thì cô vay ngân hàng thì giống như ngân hàng gửi vào cô. Đầu tháng 2 thì số tiền này nó sẽ mang sang làm thành vốn. Này các em, giống như công thức lãi kép mà đây. Đầu tháng 2 thì số tiền sẽ là C nhân mẫu cộng R trừ A, đây là vốn mà ngân hàng sẽ gửi cho cô, đúng không? Vậy thì cuối tháng 2 cái tiền này theo công thức lãi kép nó sẽ lấy nhân cho mẫu cộng R. Nhưng mà do cô trả cho ngân hàng A đồng, như vậy là ăn ngân hàng trừ đi A đồng. Vậy thì cuối tháng 2 số tiền là lấy cái này nhân cho mẫu cộng R rồi đem trừ đi A. Cũng hơi hơi thấy cái quy luật rồi đúng không các em? Bây giờ ta sang đầu tháng 3. Đầu tháng 3 thì số tiền này mang qua. Rồi cũng tương tự, theo công thức lãi kép nó sẽ được nhân cho mẫu cộng R rồi đem trừ đi A. Như vậy cuối tháng 3 số tiền của chúng ta còn lại là bao nhiêu? Bây giờ em sẽ nhìn thấy ngay cái quy luật. Cuối tháng 1, cuối tháng 2, cuối tháng 3 thì tương tự em sẽ quy nạp được. Ở cuối tháng N số tiền là C nhân mẫu cộng R tất cả mũ N này, 3N. A nhân mẫu cộng R mũ N trừ mẫu trừ cho vân vân. A nhân mẫu cộng R trừ cho A. Vậy thì số tiền còn lại mà cô sẽ nợ ngân hàng, hay là coi như ngân hàng gửi cho cô đi, là bao nhiêu? Mình thấy cái dãy số phía sau đều có dấu trừ A làm thừa số chung. Cô đặt trừ A làm thừa số chung. Và như vậy đây sẽ còn mẫu, mẫu cộng R, vân vân, mẫu cộng R, tất cả mũ N trừ 1. Thì cái móc vuông này nó giống như nãy luôn các em. Theo công thức tổng của N số hạng đầu tiên cấp số nhân thì cô sẽ rút gọn nó còn bao nhiêu. Đơn giản. Như vậy, nếu ta vay ngân hàng với số tiền C đồng, lãi suất là R phần trăm trên tháng. Sau hàng tháng thì cứ đều đặn là gửi lại cho, mình trả lại cho ngân hàng là A đồng. Thì số tiền sau N tháng là mình còn nợ là mấy nhiêu các em? Mình còn nợ là mấy nhiêu nè. Đây. Đồng ý chưa? Bây giờ ta đi qua xét những bài tập mà nó liên quan đến cái công thức này. Ta qua câu thứ 6. Ngày 1 tháng 1 năm 2017, ông An đem 800 triệu đồng gửi vào một ngân hàng với lãi suất là 0,5% một tháng. Từ đó, cứ tròn mỗi tháng, ông đến ngân hàng rút 6 triệu để chi tiêu cho gia đình. Hỏi đến ngày 1 tháng 1 năm 2018, sau khi rút tiền, số tiền tiết kiệm của ông An còn lại là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất trong thời gian ông An gửi là không thay đổi. Này, số tiền các em quan sát 4 phương án. Thì mới đầu em đọc cái đề em sẽ thấy là ông An đem gửi 800 triệu đồng thì giống như nãy thôi các em. Ông An đem gửi 800 triệu đồng thì giống như nãy cô nói là ngân hàng gửi cho cô mấy nhiêu đó. Hay là cô vay ngân hàng cũng vậy thôi. Đây, 800 triệu đồng, lãi suất là 0,5%. Và cứ tròn mỗi tháng là sau mỗi tháng đó là ông rút ra 6 triệu để chi tiêu. Như vậy giống như là cô đem nộp cho hồi nãy bài toán là nộp lại cho ngân hàng mấy số tiền là mấy nhiêu. Vậy thì bây giờ ta sẽ tóm lược lại nè. Ông An đem 800 triệu đồng gửi vào ngân hàng, có nghĩa là số tiền ban đầu là C là 800 triệu. Hàng tháng ông rút ra 6 triệu đồng, như vậy là A là 6 đơn vị cũng là triệu đồng. 0,5% của quy đổi ra là 0,05. Từ ngày 1 tháng 1 2017 đến ngày 1 tháng 1 2018 là tròn 12 tháng.
Và như vậy ông An rút ra đúng 12 lần số tiền. Như vậy là đến ngày 1 tháng 1 2018 số tiền còn lại là bao nhiêu? Em thấy cái bài toán này dài dòng nhưng nó tuân theo cái bài toán trả góp hồi nãy. Bài trả góp. Ngân hàng trả góp cho ông An 6 triệu nè. Đây nè, ngân hàng vay của ông An 800 rồi trả góp cho ông An 6 triệu giống y vậy thôi. Số tiền còn lại là x sẽ bằng c nhân cho 1 cộng r tất cả mu n trừ cho a trên r thừa số cho 1 cộng r tất cả mu n trừ 1. Em nhớ công thức này. Ta đem ta thay số vào. Ở đây n là bằng 12 nha các em. Thì nó sắp xỉ là 800 nhân cho 1,005 tất cả mũ 12 trừ cho 74,01 triệu đồng. Thì khi các em quan sát 4 phương án, các em sẽ thấy là đáp án của chúng ta chọn là C. Bây giờ cô qua câu số 7. Câu này trích trong đề minh họa Trung học Phổ thông Quốc gia 2019. Ông A vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất là 1% trên tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân sách theo cách cứ đúng sau đúng một tháng á, kể từ ngày vay, ông bắt đầu sẽ hoàn nợ. Hai lần hoàn nợ liên tiếp nhau cách nhau đúng một tháng. Số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là như nhau và ông A trả hết nợ sau đúng 5 năm kể từ ngày vay. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi số tiền mỗi tháng mà ông ta cần trả cho ngân hàng gần nhất với số tiền nào dưới đây? Phương án A 2,2 triệu đồng. Phương án B 2,22 triệu đồng. Phương án C 3,03 triệu đồng. Và phương án D là 2,25 triệu đồng. Ông vay ngân hàng 100 triệu với lãi suất là 1% trên tháng. Và ông hoàn nợ, vẫn hoàn nợ sau mỗi tháng. Ở đây số tiền hoàn nợ là mình chưa biết, đúng không? 5 năm thì đơn vị năm nó mình phải đổi ra đơn vị tháng để theo đúng cái lãi suất này. Số tiền mà ông An vay là 100 triệu đồng. Lãi suất là 0,01. 5 năm thì ta đổi ra là được 60 tháng. Nhớ là đúng 60 lần ông trả nợ đó. Áp dụng công thức thì ta sẽ có là C nhân 1 cộng R tất cả mũ N. Đây số tiền của ông sau N kỳ hạn ông còn là bao nhiêu các em? Bây giờ ông trả hết nợ nghĩa là số tiền còn lại phải là 0. Nhớ hoàn bằng 0. Từ đây ta rút ra được là A lớn bằng CR nhân cho 1 cộng R tất cả mũ N chia cho 1 cộng R tất cả mũ N trừ 1. Các em nhớ số nợ hết nghĩa là tiền còn lại mà ông nợ trong ngân hàng là nhỏ bằng 0. Thế hết các dữ liệu này vào, C là 100 triệu đồng, R là 0,01 và N là 60. Thì cô bấm máy ra, nó khoảng chừng là 2,22 triệu đồng. Như vậy là mỗi tháng á, ông An phải trả cho ngân hàng là 2,22 triệu đồng. Vậy thì phương án của chúng ta chọn ở đây là B. Thì vừa rồi là chúng ta giải quyết một số bài tập liên quan đến lãi suất. Có nghĩa là tiền gửi ngân hàng gửi một lần, có thể là gửi nhiều lần hay là vay. Và cô cố gắng trang bị cho các em ở một số hình thức câu hỏi khác nhau. Bây giờ ta sẽ đi qua một bài toán tương tự như bài toán ở đây. Đó là bài toán tăng trưởng. Câu này cô trích trong đề minh họa Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay. Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta thường sử dụng công thức x bằng a nhân e mũ n r. Trong đó a là dân số của năm là mốc tính, x là dân số sau n năm, r là tỷ lệ tăng dân số hàng năm. Cái này các em đọc, cố gắng đọc cho nhớ dữ liệu nè. Năm 2017 là dân số Việt Nam là 93.671.600 người. Theo Tổng cục Thống kê của Niên giám Thống kê 2017, nhà xuất bản Thống kê. Giả sử tỷ lệ tăng dân số hàng năm không đổi là 0,81%. Dự báo dân số Việt Nam năm 2035 là bao nhiêu người? Kết quả làm tròn theo chữ số hàng trăm. Bốn phương án. Vậy thì em đây em thấy nè.
công thức mà sử dụng cho cái tăng trưởng của dân số hoặc là tăng trưởng của vi khuẩn á, là thường là người ta sẽ sử dụng công thức lãi kép liên tục. Và người ta cho sẵn mình công thức là x bằng a nhân e mũ n r. Vậy thì a trong bài này là bao nhiêu? A là dân số của năm mốc, là lấy làm mốc tính. Vậy thì năm 2017 là năm lấy làm mốc tính này các em. Thì dân số hiện tại của chúng ta là 93.671.600 người. Thường á, để dự báo dân số của một quốc gia tăng trưởng á, thì người ta sẽ dùng công thức là x bằng a nhân cho e mũ n r. Trong đó a là năm, là dân số của năm lấy làm mốc tính. Vậy thì ở trong bài này là cái năm mà lấy làm mốc tính là 2017 nè các em. X là dân số sau n năm. Vậy thì ta thấy ở đây cái bài này của mình nè. Từ năm 2017 đến 2035 là sẽ có 18 năm. Em sẽ lấy số cuối trừ cho số đầu. Nhớ là không có cộng 1 nha. Như vậy là n của chúng ta là 18. A là dân số của năm lấy làm mốc tính. Có nghĩa là năm 2017 là năm lấy làm mốc tính. Thì dân số hiện tại của ta là bao nhiêu? Như vậy A của chúng ta là 93.671.600 người. Tỷ lệ tăng dân số là 0,81%, cô quy đổi ra là 0,0081. Vậy thì theo công thức của tăng dân số ở trên, ta có x bằng a nhân cho a mũ n r. Ta thay số vào, sắp xỉ là 108.374.741,3 người. Khi ta làm tròn con số này thì ta được là, đến hàng trăm thì ta được là 108.374.700 người. Vậy thì quan sát 4 phương án, đáp án của chúng ta là B các em. Như vậy thường những bài toán mà tăng trưởng như thế này thì người ta sẽ đưa cho mình cái công thức tính của lãi kép liên tục, x bằng a nhân a mũ n r. Các em đọc kỹ và phân biệt được hai bài toán lãi kép liên tục và lãi kép ở phía trước. Bây giờ ta qua câu tiếp theo, một hình thức khác của bài toán tăng trưởng. Số lượng của một loại vi khuẩn được nuôi cái trong phòng thí nghiệm tăng lên theo công thức x bằng a nhân cho a mũ t r. Trong đó a là số lượng ban đầu, t là thời gian tính bằng giờ, r là tỷ lệ tăng trưởng, x là số lượng vi khuẩn sinh ra sau t giờ, có được sau t giờ. Biết rằng a là 1.000 con, r là 10%. Họ cần ít nhất bao nhiêu giờ để đạt được vi khuẩn là 20.000 con. Những nhà mà nghiên cứu đó em, người ta sẽ nuôi cái những con vaccine chẳng hạn, thì người ta cần những bài toán như thế này để biết được cái tỷ lệ tăng trưởng của những con vi khuẩn sau thời gian bao nhiêu để đạt được bao nhiêu. A là 29 giờ, B là 32 giờ, C là 31 giờ và D là 30 giờ. Bài này các em làm thử xem. Ít nhất đạt được là hơn 20.000 con. Như vậy là x phải lớn hơn 20.000 con. Như vậy, theo đề. Và công thức x bằng a nhân a mũ t r, ta sẽ có bắt phương trình. Đây, a là 1.000 nhân a mũ t r phải lớn hơn 20.000 con là số cần đạt được. Giải bắt phương trình ta được a mũ t r lớn 20. Đây là bắt phương trình cơ bản, cơ số a lớn 1 cho nên ta dễ dàng giải được là TR lớn hơn logarit nơi 3 của 20. Có nghĩa là T lớn hơn logarit nơi 3 của 20 chia cho R. Các em thấy R vào 10% và sắp xỉ 29,96. Như vậy, số giờ ít nhất đạt được là bao nhiêu các em? Lớn hơn 29,96, vậy thì ít nhất là phải 30 giờ thì số vi khuẩn đạt được mới hơn 20.000 con theo cái công thức tăng của vi khuẩn ở đây. Số giờ của ta là lớn hơn 29,96 giờ. Vậy thì cần khoảng 30 giờ để đạt được số lượng cần thiết. Vậy đáp án của chúng ta chọn là D. Trong thời gian vừa rồi, cô trò chúng ta đã ôn tập chương 2 với nhiều nội dung, tìm tập xác định giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số mũ và logarit, cũng như tính đạo hàm, giải phương trình và bắt phương trình ở các phương pháp khác nhau, cũng như là hôm nay là bài toán thực tế. Thì mong rằng với cái nội dung đó và các em về nhà luyện tập thêm
để cho nhớ vững các phương pháp cũng như thành thạo giải quyết bài tập để là hành trang cho các em vào kỳ thi sắp tới cho tốt. Chúc các em gặp nhiều may mắn trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay. Thân ái chào các em.